Ui là gì đấy? Rồi rồi, hay vớt, hay vớt, 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 vớt. Gì đấy, gì đấy? Chắc là chép. Đẩy ra. Đổ vào bèo ơi. À, xin chào bác nha. Hôm nay anh em tôi dẫn các bác đi câu cá sông tự nhiên. Thời điểm câu này là chỗ ở chỗ chợ Sơn. Dạo này là mùa đông rồi nên kiếm chỗ câu khó quá. Quay ở đây câu. Đây người ta trồng rất là nhiều chuối. Hôm nay có bốn năm anh em đi cùng. Bây giờ chuẩn bị ra cần. Chép 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 chép. Cần thủ này đã được con chép trúng mõm. Nó rồi. Bật bèo trôi vào rồi.
Đang có cứu hộ. Kéo gốc bèn mày chịu cùng mày giờ không được ăn rồi giờ lên chỉ mưa không muốn trơn mấy cấp yếu lên con cá chép to lắm. Ồ, oh, đây đây đây. Cũng ăn cám lắm. Con này là lung tung beo rồi. Con long này lên ác thật đi. Con này này. Bây giờ giết giết chép chép lên ầm ầm. Mang đi, đây vẫn còn. Mang đi. Chỉ có cho anh ít run nữa. Nên vào cho vào luôn. Giết bé cũng là cá. Còn thuốc mà. Tân thủ kia lên hàng. Đâu rồi. Hả? Nghỉ dòng đi, cần mới dòng đi. Ừ. Ê, Billy à? Ăn run mới đau nhỉ. Ừ. Ăn run mới thấy long ạ. Chùa, tội vây à? Chấm điện 7 con chép là 7 con chấm toàn 8 nặng mà lên cả nó một xô tầm này thì 5 cân hôm nay làm phải đi hay mấy 30 cân nhỉ? Coi như này thì tầm này coi như đã cho vợ về bán rồi xong rồi còn dặn bớt lại cho tao còn to nhất
Tôi thì nó cứ chốc tôi coi như nó đun ra một đống. Biết làm thế nào được. Lại coi như điện gấp và coi như người ta mang đồ bán. Đấy đấy. Đem rồi. Được đấy. Với lại mời anh Hương ơi. Ném ném em cục một. Dạ. Đổi mồi cái cho nó. Thơm. Là khoái nó vui đây. Đi ăn chín phao kia. Ui gì đấy? Rồi rồi, hay là vớt, 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 vớt. Gì đấy, gì đấy? Chắc là chép. Vớt đẩy ra. Đổ vào mèo ơi. Đổ bơ. Vào mèo. Vớt vào đâu, vào đâu? Vớt vào đâu? Vớt, vớt, vớt ngay bên chỗ Hiếu ơi. Vớt chỗ Hiếu ơi. Nhanh mất. Ui dồi. Ui dồi. Quề vãi. Đỏ đấy. Ôi ôi. Bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi. Vào đây, vào đây. Lên hàng. Úi dồi, hàng, hàng, hàng. Ồ. Ôi trời, khổ thế. Ôi, cái này đỏ thế nhỉ. Ừ, vàng ươm. Ôi dồi. Chép, chép, chép vào. Kéo, kéo lưỡi chọc vào tay ấy. Ôi dồi, nó ăn cả hai lưỡi kìa. Cảnh cái xem phép không? À. Được đấy. Được đấy, được. Làm con nữa. Mình nha, không phải là tại em nha. Ôi ôi, đuổi bạn. Ok, kem, kem. Ui. À, ha, ha, ha. Vớt, vớt, vớt. Mà bé. Ôi, chín rồi. Cả ngày mới được con tô phì này. Con này được không? Ôi dồi, to đấy. Quá to. Nhịp cơ. Vớt sao kìa. Vớt sao? Vớt. Mất ra. À, lại lên hàng. Vớt, vớt, vớt. Con gì đây? Chưa biết. Cần thủ đỏ thế. Kéo. Màu béo rồi. Đỏ như dòm rời ấy. Lù 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 như chấm đèn ấy. Chép, 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 chép. Vớt. Rơi. Phải vớt không? Ui, môi đỏ ghê, con này mới tô son hay sao ấy. Đầu xuôi đuôi lọt. À, cho các bác xem thành quả mấy anh em thôi. Này hai dọ. Khiêng khiêng một dọ này chuyên giếc vừa câu ở cái lỗ kia. Toàn giếc cũ. Ui rồi phải hơn cân anh ạ. Hơn cân.
Tuấn nhấc cái giỏ kia lên nào. Đây. Cá đây. Cá đâu? Con gì đây? Ây da. Con chép, mấy con chép khá phết. Hà chép mình to nhất. Nghe không? Bữa. Anh yêu ơi. Bữa là bữa thế nào mấy bữa? Quay đây để báo báo cá. Đây lại đây. Báo cá đây này, cần tụ splat kìa. Báo cá nha các bạn nhá. Đây là ngày mùng thôi, đi về rồi. Đâu cần cái đọ giết kia đâu. Đây cần tụ. Mình mới câu toán giết cụ. Hai giỏ. Năm anh em. Anh xe tăng. Tôi xin chào các bác và hẹn các bác ở những video tiếp theo nhé. Anh em tôi giờ đi về đã. Muộn rồi. Nếu các bác thấy thích những video của tôi thì hãy bình luận những ý kiến đóng góp, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Con bé thả. Hả? Anh con giết bé thả. Cái neo của ông kia có phải ấy không? Không phải không, không. Để đấy cho ông. Úi giời. Giết bé rán mới ngon. Này. Con rán mới ngon. Ăn cả cả xương được ấy. Cho đổ vào cái túi của Hiếu ấy. Ua. Ai ai câu gì à? Chiếc ai câu em câu chia chia đấy, tiết mục chia chia phần chia phải chia ngoài đây này đấy, bên này chia cần thủ này chia uff dạ chép chép mình câu to thế nghe không lại lô phi mình câu nữa đi nguyễn dô thả đi lô phi to cái bắt mày dán thả làm gì nguyễn dô nhỏ vứt đi. Có mỗi một con của em câu chứ mấy. Hai con. Lưu bé thả đi. Thả thả. Chép mới thả đi thả. Mấy cái chép nhỏ. Mấy cái chép nhỏ thả hết lấy giết. Thả lần sau. Lần sau bắt tiếp. Sau còn là có cơ hội mà xin. Mấy cần thủ đi câu không ấy. Không bao giờ móm à? Không bao giờ móm. Biển số 89. Hưng Yên. Hưng Yên. Hưng Yên à? Con này em đây. 9 là góc đi. Đuôi. Đây.